Mời quý vị cùng đến với những thông tin cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 6 giờ sáng ngày 5 tháng 4, thế giới có hơn 131,8 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 2,8 triệu ca tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất với hơn 31,4 triệu trường hợp. Còn tại Việt Nam, bản tin ngày 5 tháng 4 của Bộ Y tế cho biết là đến 6 giờ ngày 5 tháng 4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Như vậy, đã trải qua 12 giờ, nước ta tạm thời chưa có thêm bệnh nhân mắc COVID-19. Từ 0 giờ ngày 3 tháng 4, người từ Hải Dương đến Quảng Ninh không phải cách ly y tế. Đây là một trong những nội dung chủ yếu của công văn hỏa tốc mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành. Văn bản chỉ đạo về một số biện pháp khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới, người đến từ và đi từ tỉnh Hải Dương phải chủ động khai báo y tế tại địa phương nơi cư trú hoặc nơi đến, tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Khi có các biểu hiện nghi nhiễm mắc COVID-19, cần thông báo ngay cho trạm y tế hoặc trung tâm y tế trên địa bàn. Sau nhiều ngày đàm phán, đại sứ các nước Liên minh châu EU đã nhất trí điều chỉnh thống nhất phân bổ vaccine giữa các nước thành viên. Theo đó, 5 nước hiện đang gặp khó khăn nhất trong ứng phó với dịch bệnh sẽ nhận được 2,85 triệu trong tổng số 10 triệu liều vaccine của Pfizer-BioNTech mà khối này dự kiến tiếp nhận trong quý 2 năm 2021. 5 nước này là Bulgaria, Croatia, Estonia, Latvia và Slovakia. Bồ Đào Nha, nước hiện giữ chức chủ tịch luân phiên EU cho biết, quyết định này được khối đưa ra nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết chia sẻ khó khăn với các nước thành viên đang đối mặt với nhiều thách thức trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, Áo, Cộng hòa Séc và Slovenia đã phản đối quyết định nói trên. Do vậy, ba nước này vẫn sẽ tiếp nhận được đầy đủ số lượng vaccine theo hệ thống phân bổ hiện nay, căn cứ theo quy mô dân số của các nước. 19 nước thành viên EU còn lại sẽ chia sẻ 6,66 triệu liều vaccine. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, những người được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 có thể đi du lịch với rủi ro thấp. Quyết định mới này đang gỡ nút thắt vốn cho ngành du lịch Mỹ bị thiệt hại nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Theo hướng dẫn mới này, CDC Mỹ đã dỡ bỏ hầu hết các hạn chế đối với du khách đi du lịch trong nước nếu đã tiêm đủ liều vaccine. Một người sau thời gian 2 tuần tiêm mũi vaccine cuối cùng sẽ được công nhận là đã tiêm đầy đủ. Những người này khi đi du lịch nội địa sẽ không phải làm bất kỳ xét nghiệm hay cách ly nào. Thậm chí những người này còn được tự do đi du lịch nước ngoài nếu điểm đến không yêu cầu xét nghiệm hay cách ly. Cứ 5 người Mỹ trưởng thành thì hiện có 1 người đã được tiêm phòng đầy đủ. Hơn 100 triệu người Mỹ, tương đương khoảng 30% dân số đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine. Tuy nhiên, quy định mới không áp dụng cho khách nước ngoài tới Mỹ. Du khách đến từ các quốc gia như châu Âu hay Trung Quốc vẫn cần có xét nghiệm âm tính với COVID-19. Để phòng dịch COVID-19 lây lan, Anh đã bổ sung 4 nước là Bangladesh, Kenya, Pakistan và Philippines vào danh sách đỏ. Theo đó, từ ngày 9 tháng 4 tới, Anh sẽ cấm những người đến từ 4 quốc gia trên nhập cảnh, trừ trường hợp là công dân Anh hoặc Israel. Ngoài ra, thì 4 nước này nằm trong danh sách đỏ thì có 35 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, chủ yếu tại châu Phi, Trung Đông và Nam Mỹ. Những người từ các nước trong danh sách đỏ đến Anh sẽ bị từ chối nhập cảnh, trong khi những người Anh trở về nước phải thực hiện cách ly bắt buộc 10 ngày tại khách sạn. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới World Bank công bố ngày 2 tháng 4 cho biết là nợ công của các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi sẽ tăng lên và chiếm 54% GDP của họ trong năm 2021 so với 46% vào năm 2019 do các chi phí liên quan đến đại dịch COVID-19. Theo World Bank, các nước này phải vay nợ đáng kể để tài trợ cho chi phí chăm sóc thiết yếu và các biện pháp bảo trợ xã hội. Do đó, các quốc gia của các khu vực nêu trên, gồm khoảng 20 quốc gia, đã chứng kiến nền kinh tế giảm 3,8% trong năm 2020. Theo World Bank, tổn thất tích lũy về hoạt động của khu vực này ước tính đến cuối năm 2021 là khoảng 227 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, khối này có thể phục hồi vào cuối năm nay với điều kiện vaccine phòng chống COVID-19 được phân phối công bằng. Mời quý vị cùng đến với những thông tin về tình hình đại dịch COVID-19 đáng chú ý khác. Trong ngày 3 tháng 4, Cuba đã ghi nhận 1.013 ca mắc mới, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp số ca mắc mới vượt mức 1.000 ca. Trong số ca mắc mới, thủ đô La Habana, tâm dịch tại nước này chiếm gần 50% với tổng số 490 ca. Hiện tổng số ca mắc tại Cuba đã lên tới hơn 76.200 ca, trong đó có 425 trường hợp không qua khỏi.
Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội Nhật Bản đã ra chỉ thị yêu cầu chính quyền các địa phương trên toàn Nhật Bản chủ động củng cố hệ thống xét nghiệm trong tháng 4 này nhằm đối phó với làn sóng dịch COVID-19 có nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay có thể xảy ra. Trong những ngày gần đây, dịch COVID-19 tại Nhật Bản đã có dấu hiệu gia tăng trở lại tại một số địa phương sau khi chính phủ dỡ bỏ lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp. Hàn Quốc đã có quyết định từ ngày 2 tháng 4 tăng cường các biện pháp phòng dịch tại một số thành phố lớn, trong đó có Busan và Jeonju, khi số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 ở Hàn Quốc duy trì ở mức 500 ca một ngày trong 3 ngày liên tiếp. Hàn Quốc ghi nhận làn sóng lây nhiễm thứ 3 bắt đầu từ giữa tháng 11 năm 2020 và chưa có dấu hiệu chậm lại, khi số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn dao động ở ngưỡng trên dưới 400 ca. Hiện nhiều nước châu Á và châu Âu đều đang trải qua làn sóng dịch thứ 3. Thổ Nhĩ Kỳ thông báo ghi nhận 40.806 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất theo ngày kể từ khi dịch bùng phát cách đây hơn một năm, đồng thời xác nhận thêm 176 ca tử vong. Cùng ngày, Kazakhstan cũng ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày cao nhất từ trước đến nay với 2.077 ca, đưa tổng số ca mắc tại quốc gia Trung Á này lên hơn 248.000 ca mắc COVID-19 với hơn 3.000 ca tử vong. Mời quý vị cùng đến với những thông tin công nghệ đáng chú ý khác. Sau thời gian thử nghiệm và cải tiến, phiên bản hoàn thiện của tính năng TikTok Live chính thức được giới thiệu đến người dùng Việt. TikTok Live là tính năng cho phép người dùng phát sóng nội dung và tương tác trực tiếp với người theo dõi với thời lượng chia sẻ không giới hạn. Thông qua tính năng này, các nhà sáng tạo sẽ có thêm công cụ để thực hiện nhiều nội dung chân thật, hấp dẫn, nâng cao khả năng tương tác trực tiếp với người theo dõi tài khoản. Đây là một trong những nỗ lực của TikTok nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối và sáng tạo ngày càng đa dạng của người dùng Việt. Ngoài ra, TikTok Live cũng sở hữu kho công cụ hỗ trợ với hàng ngàn hiệu ứng được cập nhật hàng tuần. Nhờ đó, các nhà sáng tạo nội dung có thể tự do thực hiện nội dung phát live và giao lưu với người theo dõi một cách sinh động nhất. Mới đây, Alphabet, công ty mẹ của Google, thông báo sẽ góp 25 triệu euro, tương đương với 29,3 triệu đô la Mỹ, cho Quỹ Thông tin và Truyền thông châu Âu, European Media and Information Fund, để xử lý tin giả. Năm 2020, vấn nạn tin giả tràn lan khắp mạng xã hội suốt thời gian diễn ra đại dịch COVID-19 và bầu cử Mỹ. Trong khi đó, các cơ quan quản lý chỉ ra rằng các mạng xã hội có thể chủ động hơn trong việc triển khai các biện pháp mạnh tay để xử lý vấn đề này. Quỹ Thông tin và Truyền thông châu Âu được thành lập với mục tiêu kêu gọi các nhà nghiên cứu, những người xác minh dữ liệu, các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức cộng đồng khác chung tay trong cuộc chiến chống tin giả. Quỹ sẽ hoạt động trong 5 năm. Cơ quan quan sát truyền thông kỹ thuật số châu Âu do Ủy ban châu Âu thành lập vào năm 2020 sẽ đánh giá và lựa chọn các dự án cho quỹ. Phần cuối của chương trình như thường lệ, mời quý vị cùng đến với chuyên mục cuốn sách mỗi ngày. Thưa quý vị, đơn giản hóa mọi vấn đề và mô hình hóa việc ra quyết định. Khi suy nghĩ của chúng ta trở nên hỗn loạn, chúng ta thường phát triển những hệ thống để thiết lập lại trật tự, để thấu hiểu hay ít nhất là bao quát được toàn bộ sự việc. Trong cuốn sách 50 mô hình kinh điển cho tư duy chiến lược sẽ chỉ ra mô hình giúp giảm bớt sự phức tạp bằng cách che đi phần lớn những thứ xung quanh và chỉ tập trung vào cái cốt yếu. Khi suy nghĩ của chúng ta trở nên hỗn loạn, chúng ta thường phát triển những hệ thống để thiết lập lại trật tự, để thấu hiểu hay ít nhất là bao quát được toàn bộ sự việc. Mô hình giúp giảm bớt sự phức tạp bằng cách che đi phần lớn những thứ xung quanh và chỉ tập trung vào cái cốt yếu. Trong 50 chương ngắn gọn, những kết nối phức tạp nhất trong cuộc sống của chúng ta sẽ được minh họa một cách đơn giản, những tình huống rối rắm được đơn giản hóa tối đa và được phân tích đầy khách quan.